15. Cậu giả vờ là được rồi, sao phải đánh thật? Sự thông minh của cậu biến đi đâu rồi? Bị thương ở đâu? Có đau không? Không có gì. Bình thường hay đánh đấm cũng quen rồi. Nhưng mà hôm nay chị cũng thấy rồi đó, lần này tôi là đánh thật. Nhưng với em mà nói lại không đau chút nào hết. Đói rồi sao? Tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu. Còn có một ly thuốc bắc quà tang. Cậu cũng nhớ uống luôn nha, vậy mới mau khỏi. Tôi không làm phiền cậu nữa. Chị dâu, trên người chị là mùi phù dung bách hợp đó hả? Đây là túi thơm tôi tự làm. Nếu cậu thích, lần sau tôi tặng cậu. Không có gì. Nguyệt Hiên, chuyện hôm nay mẹ dùng gia pháp với Hải Đường, tôi có khuyên mấy câu, mẹ thiếu điều ra tay với tôi luôn. Tuy là đánh trên người của Hải Đường, nhưng trong lòng tôi cũng buồn lắm. Tôi mong là cậu không hận tôi. Em biết chứ, em không thể trách chị được. Chị yên tâm đi, em sẽ nói rõ cho. Lão già, ngồi đi. Nguyệt Bình thế nào? Lão già, đại thiếu gia đã về các lửng ở rồi, ông đừng lo lắng nữa. Chú Toàn. Dạ. Việc Hải Đường trang điểm cho Nguyệt Minh, chú có cảm giác thấy đã từng thấy qua không? Thật sự rất giống. Lão già, tại trang điểm của cố Hải Đường giống hệt như ông ấy vậy. Nếu như thật là vậy thì nhất định là ông trời đã an bài. Bến cảng Công Dương. Đẹp trai, có phải ốm đi không hả? Tay cậu vẫn to vậy ha. Ê, Nguyệt Viên đang đợi tiếp cậu đó. Chúng ta đi thôi. Ê, ủa? Mũ của tôi đâu rồi? Nè, uống rượu. Uống đi. Đây, uống. Ê. Wow. Uống một ly rượu nho, ngắm trăng đẹp, tiếng đàn tì bà vang thú trụ. Rượu này là thuần tí của Côn Dương đó. Thi nhân, đại thi nhân. Qua các lời càng ngày càng lợi hại rồi. Có tên tiếng Trung, thơ cũng đọc tiếng Trung, đến lời nói bây giờ cũng nói giọng Trung luôn rồi. Đương nhiên rồi, ai bỏ tôi làm kinh doanh ở Trung Quốc chứ. Hiền, cậu không biết tôi yêu Cung Dương giờ nào đâu. Rượu ngon, người đẹp, mỹ phẩm đẹp. Hay là cậu đừng chạy tới chạy lui, ở lại Cung Dương luôn đi, là một người Cung Dương chính gốc. Cậu tưởng tôi không muốn sao? Nguyện vọng lớn nhất của tôi
là được ở Cung Dương tìm được cô gái mình yêu, kết hôn với cô ấy, sinh thêm 7-8 đứa trẻ. Ôi dồi, 7-8 đứa hả? Vui vẻ hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc. Không cần gì nữa. Có gì mà khó? Cô gái á, để Mập tìm cho cậu, có thể tìm được cả đám. Còn lại chúng tôi đều có thể giúp cậu. Không 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 không, cái tôi nói là lý tưởng của tôi. Bây giờ vẫn chưa được, vẫn chưa kiếm đủ tiền, không thể kết hôn. Nhìn thấy chưa, Mập vẫn là mê tiền. Hoàn toàn đồng ý. Được rồi, nói chuyện chính đi. Lần này tôi đến đây, nhiệm vụ khó khăn. Đơn đặt hàng của Nam Dương số lượng không nhỏ, lớn hơn bất kỳ đơn đặt hàng của tôi. Hơn nữa, thời gian cũng rất gấp. Các cậu xem coi, là Lãng gia nhận hay là Thi gia nhận đây? Mập à, rượu hôm nay sao mạnh quá vậy? Hả? Chắc hết hạn rồi, uống xong là đau đầu. Hai người nói chuyện đi, tôi nằm lát. Hai người không thể làm như vậy. Lần này hai người không thể nhìn qua nhìn lại như mấy lần trước nữa. Nè. Dậy đi. Dậy đi. Người anh em của tôi ơi, giúp tôi đi. Giúp tôi đi mà. Tôi biết hai người từ trước đến nay đều không tranh giành việc làm ăn với nhau, nhưng lần này đơn đặt hàng lớn như vậy, hai người nhất định phải giúp tôi. Qua các lợi, không phải hai chúng tôi không giúp cậu. Cậu cũng biết chuyện làm ăn á, là cha của hai tôi làm chủ. Vậy đi, nếu cậu cứ muốn tôi giúp cậu á, tôi cho cậu ý kiến. Được, nói mau nói mau. Tôi cảm thấy cậu có thể mở buổi đấu thầu, công khai yêu cầu của cậu. Cậu tìm người có thể nhận đơn lại hợp ý mình, để người đó làm được rồi. Hình như cũng là cách hay. Được thôi, làm theo cách cậu nói đi. Mai đưa tôi đến thương hội thương lượng chuyện này. Có điều, tiền mỹ phẩm ở Côn Dương không ít, lớn nhất cũng không bằng Lán Gia và Thí Gia. Đến lúc đó, hai cậu nhất định phải tích cực đấu thầu đó. Tốt rồi, tốt rồi. Uống rượu, uống rượu. Không nói nữa, uống rượu đi. Uống rượu. Cha, hôm nay cha đến cửa hàng xem qua. Mấy cửa hàng ở trong thành vô cùng yên ắng. Con biết, chắc vì chuyện lễ tế hoa thần. Chuyện lễ tế hoa thần đó ai cũng cắn chặt không buông. Lần này nhà họ Thi cho chúng ta một đòn đau rồi. Chúng ta phải nghĩ cách lấy lại danh dự cho làng Lý Xuân. Cha, hôm nay con có ngồi với Hoa Cát Lợi, anh ta có một đơn hàng lớn. Hả? Đơn đặt hàng này, cho dù về số lượng, mẫu mã hay giá tiền, tất cả đều rất lớn. Con sợ rằng một mình chúng ta làm không nổi, nên con chưa đồng ý ngay. Cho dù có làm được không, đều phải thử xem. Nếu chỉ dựa vào khách lẻ như hiện nay và một số đơn nhỏ, thì thu nhập của làng Lý Xuân không thể nào tăng lên được. Anh thật sự là một người vô dụng, chỉ biết gây phiền phức cho cả nhà. Đến cả cha mẹ cũng phải luôn lo lắng cho anh. Anh tuyệt đối đừng nói vậy mà. Anh như vậy đều là vì trước đây em. Giờ anh chỉ hận bản thân của mình. Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, việc kinh doanh gia đình lại không tốt. Còn anh thì có lòng nhưng bất lực. Lần này Thi Hàng Lộ cũng hơi quá đáng. Không giáo huấn bọn họ, họ sẽ được nước làm tới. Vừa rồi trong phòng em nói chuyện với cha, anh cũng nghe rồi đó. Cái khó bây giờ không phải là không lấy được đơn, mà là không biết hoàn thành nó ra sao.
Nếu ai cũng không làm được đơn này, tại sao lại không hợp tác? Cùng hợp tác hả? Đúng rồi, chúng ta có thể lấy đơn hàng trước, sau đó cùng hợp tác với một số xưởng mỹ phẩm nhỏ ở Côn Dương, phân chia ra, hoàn thành các công đoạn, cuối cùng tập trung lại để đóng gói. Vậy ai cũng có việc làm, đều có lợi ích, không phải cạnh tranh, mà cùng thắng. Không chỉ có thể nhận đơn này, còn có thể hạ thấp rủi ro, đem lại lợi ích rất cao. Anh không đến xưởng làm, đáng tiếc thật đó. Anh à, chỉ là một người rảnh rỗi. Nếu như em gặp phải khó khăn gì hoặc có gì muốn hỏi, có thể đến tìm anh. Được. Hoa Cát Lợi muốn tổ chức buổi đấu thầu, giờ em đi làm bản kế hoạch. Em tin nếu chúng ta làm như vậy sẽ hoàn thành được đơn hàng. Đi đi. Đứng lên. Tiểu tử thối, Hoa Cát Lợi rõ ràng đem đến cho con một đơn hàng lớn như vậy ha, sao con lại không giành lấy, còn giúp nó mở cuộc đấu thầu gì chứ? Con như vậy không phải đem miếng thịt ngon nhường cho người khác hay sao? Cha không thể trách con được. Đơn đặt hàng của Nam Dương lớn quá, cho dù chúng ta giành được cũng không làm được đâu cha. Chúng ta làm không được, sao con biết cha làm không được hả? Cha không làm, lẽ nào nhường cho láng gia làm hay sao? Không có, mọi người cạnh tranh công bằng, công khai đấu thầu, ai giành được thì của người đó. Con hiểu cạnh tranh công bằng sao? Hả? Gan của con lớn lắm, còn dám giả đời cái cha nữa hả? Không phải. Hôm nay cha không đánh chết con không được. Dám giả công bằng, công bằng cái gì hả? Con giới. Cạnh tranh công bằng. Lão gia, đánh chết con này. Được rồi, lão gia. Lão gia. Mà đánh ra coi. Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cái thằng vô dụng này. Lão gia, đánh được mà. Lão gia. Con sai rồi, cản tôi. Bà này con cản tôi. Con sai rồi cha. Con sai rồi. Cha nói cho con biết, giờ con chỉ có một con đường để đi, giành lại đơn hàng của Hoa Cát Lợi về. Nếu không, con đừng hòng mơ mà bước vào cánh cửa nhà này nữa. Coi con đó, sao lúc nào con cũng làm trái ý cha con vậy? Con cũng muốn theo ý cha lắm, nhưng mà cha căn bản không vừa ý con. Hai người thật là không thành quan gia không phải cha con. Cha con cũng thiệt tình, hễ tức giận là lại ra tay nặng như vậy. Mẹ, con thấy cha chỉ yêu có một người, là bản thân ông ấy thôi. Con đừng có nói bậy. Cha của con, cha con chỉ hận là không dạy được con. Cho dù ra sao, điều gì muốn tốt cho cái nhà này. Vì tốt cho nhà này có cả trăm cả ngàn cách, sao cứ phải tranh giành làm gì? Con coi con nói kìa, con biết rõ cha con và Lãng gia không ưa nhau rồi, nhưng mà con nhìn những chuyện con làm đi, có chuyện nào thuận mắt ông ấy không? Mẹ con không tin đó. Nếu con không lấy được đơn hàng này, cha sẽ đuổi con thiệt. À dăm, tính cách ông ấy con cũng biết, đến lúc đó làm cho gia đình không yên ổn. À dăm, mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên. Con coi hai người như mẹ, vậy. Mẹ con biết rồi, con biết rồi. Con sẽ không để mẹ lo đâu. Giờ con sẽ đi tìm Nguyệt Hiên, nhờ cô ấy cho ý kiến. Thế nào? Thiệt không? Cũng không tệ. Cũng không tệ. Có điều cái này chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi. Đại soái của tôi, ông đừng xem thường sợi dây chuyền này. Đây chính là dây chuyền Thiên Nhãn Bát Châu. Là một vật phẩm rất quý giá. Không chỉ giá trị rất lớn, mà nghe nói là món bảo vật có thể gặp giữ quá lạnh, gặp hóa thành mai. Có điều, nếu như đại soái không thích... Đừng. Ai nói không thích chứ? Hoa Cát Lợi,
Tôi không ngờ cậu cũng am hiểu trùng quật đó chứ. Hãy nói thật đi, đã lấy được bao nhiêu báu vật của Trung Quốc chúng tôi? Nếu tính trong nhân tình thế sự của Trung Quốc chúng tôi, đây cũng được coi là cá gặp nước rồi. Nhập giá tùy tủ, tôi muốn làm quen với người Trung Quốc thì phải biết quy tắc của cá tổng. Đương nhiên phải tìm hiểu về Trung Quốc, thói quen, tập tục, đặc biệt là khi phải làm quen với đại anh hùng như ông đấy. Thật sự rất vinh hạnh. Cái miệng cậu đó, biết ăn nói lắm. Vậy cuộc đời sau này, chúng ta có thể cùng nhau thành đạt nhanh chóng đó. Nhớ định, lúc nào cũng nghe theo lời ông. Ngày tháng tôi thành công ở Trung Quốc, phải nhờ vào ông rồi. Cậu đó, cứ ra tay làm thoải mái đi. Nếu chỗ nào cần nhờ đến tôi, thì cậu nói. Ở trong thành Côn Dương này, Long Đức Thủy tôi làm chủ. Ha. Sao rồi cha? Thoải mái không? Đã thoải mái hơn nhiều rồi. Đúng là hảo hán không nên nhắc chuyện xưa. Cha bây giờ vô dụng rồi. Cha, từ lúc nào cha biết nói giỡn vậy? Cha đó, ở tuổi trung niên, thân thể cường tráng vậy, sao lại vô dụng được? Con không cần phải an ủi cha. Lần này thi Tế Châu đã đạt được âm mưu, lần sau nhìn thấy cha nhất định sẽ ra oai ra vẻ. Cha, cha với chú Thi có thù hận gì vậy? Cứ đấu tới đấu lui, tại sao vậy? Chuyện này dài dòng lắm, rồi cũng sẽ có một ngày cha sẽ nói rõ mọi chuyện với con. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Có một câu con không biết có nên nói không? Con nói đi. Câu tục ngữ này, quan gia nghĩa giải bất nghi kết. Hai nhà Thi Lãng đến lúc nào mới không đấu nhau nữa đây? Cứ nói về đơn hàng lần này đi. Nếu ta đấu thầu thành công thì ta có thể cho Thi gia một phần. Sau này dựa theo khuôn mẫu này, tất cả đơn hàng đều nhường cho thương hội một phần. Đây gọi là tổng thể. Tiếp theo sẽ thực hiện chế độ cổ phần, để tất cả những xưởng sản xuất nhỏ ở Côn Dương đều được làm cổ đông Lãng Lý Xuân. Như vậy thì ngành mỹ phẩm của toàn Côn Dương đều có thể thống nhất quản lý, sẽ không còn cạnh tranh tiêu cực nữa. Nguyệt Hiên à, cha phải nhìn con mà cặp mắt khác rồi. Nhưng mà có một điều con nhất định phải nhớ rõ, ai cũng có thể hợp tác, nhưng Thi Tế Châu thì không được. Con biết mà, con nói cũng như không. Nguyệt Hiên à, về những việc kinh doanh sau này, con phải học tập quan sát. Trên thương trường thay đổi bất kỳ lúc nào. Cha đã có tuổi rồi, không còn nhanh nhạy như bọn trẻ các con. Con phải nhanh chóng gánh vác trách nhiệm này của Lãng gia. Con đi theo sau lưng cha còn được chứ? Nếu cha không ở đây, không ai cho con can đảm nữa. Cha nói nghiêm túc với con đó, đừng có nói lung tung như vậy mà. Được. Cha kêu con làm gì con làm đó. Cha nói một con không dám nói hai. Cha cũng phải kêu con nhất mực nghe theo sự sắp xếp của cha. Cha muốn con ở trên thương trường có thể độc lập. Mấy ngày nữa sẽ có cuộc đấu thầu, con nhất định phải đưa ra phương án cụ thể, không được sơ sài đó. Cái này cha yên tâm. Cha, bản kế hoạch con đã viết xong. Con tin rằng Hoa Cát Lợi sẽ chấp nhận cách của con. Con xoa bóp cho cha tiếp nha. Mạnh tay chút đi. Thiếu gia, mời vào trong. Mong cậu đợi một chút, thiếu gia Nguyệt Hiên chút nữa sẽ về. Cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Thank you.
đấu thầu, xin phép được bắt đầu. Được. Được, được, được. Được, được. Được. Thì đó, cứ chờ coi sao. Bởi vậy, đơn hàng tốt lớn đó. Mà. À, không biết ai thắng đây. Hay đó nha. À, cứ đợi mà không biết sẽ ra sao. Bởi vậy, biết được sao thì giống thành công. Bởi vậy. Các vị chú bác thân mến ở đời, mọi người có thể náo nhiệt hơn không nào? Đây là một đơn đặt hàng lớn đó. Lợi nhuận của nó đủ cho mọi người ăn trong 3 năm. Lợi nhuận của đơn đặt hàng này thực sự rất thu hút. Nhưng mà có điều... Có điều... Đằng sau cái lợi nhuận hấp dẫn này vẫn còn ẩn náu những rủi ro rất lớn. Vì ở trong thành Côn Dương phải trong một thời gian được yêu cầu mà sản xuất ra một lượng hàng hóa khổng lồ tới như vậy vốn không được mấy ai. Thi Hàng Lộ chính là một trong số đó. Ông chủ Thi, tôi khuyên ông nên lượng sức mà làm. Các vị, Thi Tế Châu tôi đại diện cho cửa hàng Thi Hàng Lộ đối với hạng mục đấu thầu hôm nay tiến hành đề cử. Sau đây tôi sẽ giải thích cho các vị nghe phương án đầu tư của tôi. Thay vì nói là tôi hay ai khác tiếp nhận đơn hàng này, không bằng nói rằng Thi Tế Châu tôi vì toàn Côn Dương, tất cả các xưởng chế tạo ra mỹ phẩm rồi cùng tiếp nhận mối làm ăn này. Sau đó để tôi, sau khi đại diện để ký kết hợp đồng rồi công bằng chia ra, gửi cho mỗi xưởng sản xuất một công đoạn rồi tiến hành đóng gói. Nếu được như vậy, lợi nhuận chia đều, toàn bộ quá trình đều rõ ràng minh bạch. Có tiền mọi người cùng kiếm. Được. Tiếp theo đây, tôi xin tuyên bố với mọi người danh sách những công xưởng hợp tác với tôi. À, công đoạn mua bán hoa tươi sẽ do ông chủ Hoàng Nhị Mao phụ trách. Cảm ơn ông chủ Thi. Tốt quá rồi. Phải vậy chứ. Lắm. Cái này kiếm được tiền ăn 3 năm rồi. Nói đi. Nói cái gì? Cậu nói thử xem. Nói trời khá đẹp, người khá đông. Được. Biết nói cái gì chưa? Biết rồi. Tôi nói. Tôi thừa nhận là tôi đã làm. Bỏ xuống. Bỏ xuống giùm đi. Nguyệt Viên à, bỏ xuống. Nguyệt Viên à, xin lỗi nha. Xin lỗi, hôm đó tôi tới tìm cậu nhờ giúp đỡ. Lúc tôi đang đợi cậu thì tôi xem được bản kế hoạch ở trên bàn. Sao cậu lại làm vậy? Tại sao hả? Đều do cha tôi ép tôi làm đó. Cha cậu ép cậu? Cậu liền dùng suy nghĩ xấu đó hại tôi sao? Suy nghĩ xấu cái gì chứ? Cậu là anh em của tôi. Tôi chỉ muốn ở trước mặt cha thể hiện bản thân mình chút thôi hả? Chứng minh bản thân mình cái gì? Cậu làm vậy là chứng minh cậu có thể hay không thể hả? Không phải. Tôi nói mập nè, sao cậu nghe lời cha cậu vậy? Kêu cậu làm gì thì cậu làm đó. Kêu cậu giết người thì cậu giết người sao? Tôi sai rồi, Nguyệt Viên à. Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin thề sẽ không làm mấy chuyện giống như vậy nữa. Tôi sai rồi, cậu đừng giận tôi nha. Cậu tha thứ cho tôi nha. Tôi yêu cậu. Mời tôi uống rượu đi. Hả? À, đi liền. Đi liền. Đi thôi. Đi. Đại ca đi trước. Đi thôi. Nguyệt Viên à, tôi sẽ không làm chuyện giống như vậy nữa đâu. Tôi đi mà. Nói nhiều quá vậy. Cậu tha thứ cho tôi nha. Tha thứ cho tôi lần này đi. Sau đây thương gia nào được tôi gọi tên, tôi sẽ cùng mọi người ký thêm một hợp đồng nữa. Lúc đó bên trong sẽ có thêm những điều lệ chi tiết. Thương gia nào không được gọi tên, nếu như mọi người đều có ý muốn hợp tác, có thể đến gặp riêng tôi, Thi Tế Châu tôi để bàn thêm. Ông chủ Hoa, cậu thấy cách làm việc của tôi có thể hoàn thành đơn hàng này không? Quá trình rất là hoàn hảo đó. Ông chủ Thi, ông là người thích hợp nhất cho đơn hàng này rồi. Hợp tác vui vẻ. Chúng ta lập tức ký hợp đồng.
Dạ. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Kế hoạch gọi đấu thầu của anh con bị ông chủ Thi cướp mất. Đơn hàng lớn Nam Dương rơi vào tay Thi Hàng Lộ. Hả? Sao họ bị ủi quá vậy chứ? Đều trách con, liên lụy cả nhà. Con đừng tự trách nữa. Thi Tế Châu kể từ lễ tới Hoa Thần, ông ấy đã có ý định xấu, làm chuyện phá hoại. Ông ấy muốn đối phó chính là Lãng Tư Niên và Lãng Lý Xuân, không liên quan đến con. Nhưng lần này số lượng đơn hàng của Nam Dương lớn như vậy, Lãng gia chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng. Con thấy Lãng gia lần này không có tổn thất gì hết. Hai Đường, con nói cái gì? Đơn hàng này của Hoa Cát Lợi, anh ấy muốn ai làm thì người đó làm. Còn Lãng gia ta chỉ không cướp được đơn hàng này thôi, cũng không bỏ ra cái gì. Nếu như nói thật sự có tổn thất, con cho rằng lòng tham mọi người chính là tổn thất. Cố Hải Đường, cô đang nói gì vậy? Tâm trạng mọi người đang không vui, cô nói lung tung cái gì vậy? Cô đang cố thêm dầu vào lửa. Thanh Thanh, ăn nói đàng hoàng đi. Vốn là vậy mà, nói chuyện không nể nang ai. Tôi thấy chị không xem mình là người của Lãng gia. Được rồi Hải Đường, con nói Lãng gia tham lam. Theo như ý con, những việc làm ăn nhìn thấy trước mắt đều không cần tranh giành, không cần nỗ lực, sao có được sản nghiệp lớn này? Mẹ thấy người như con đúng là điển hình suy nghĩ của con nhà nghèo, không có chí cầu tiến, an phận thủ thường. Phu nhân bà sai rồi. Con cái gia đình nghèo so với con nhà giàu biết cái gì là cầu tiến hơn. Càng biết được tiếp nhận vui vẻ, mất đi vẫn hạnh phúc. Hải Đường, con miệng mồm giáo hoạt, lời nói biện minh vô lý, dùng sai chỗ rồi. Mẹ, đồ ăn nguội rồi, chúng ta ăn cơm trước đi ha. Nguyệt Hiên, đừng có gắt lời Hải Đường. Hải Đường, con nói xem, cái gì là tiếp nhận vui vẻ, mất đi vẫn hạnh phúc? Nếu như chúng ta có được đơn hàng này, có thể khiến gia tộc hưng thịnh, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta không có cướp nó được, cũng không cần phải buồn. Chúng ta còn có nhà, có tiệm, có công xưởng. Lẽ nào những chuyện này không đáng để chúng ta hạnh phúc hay sao? Huống hồ con cảm thấy ta không cướp được đơn hàng này là một chuyện tốt đó. Chuyện tốt à? Ừ, hãy nghĩ thử xem. Bây giờ cả thành Côn Dương có một nửa người đều đang làm đơn này. Vậy những hộ không làm và những đơn hàng nhỏ sẽ không có ai làm. Bây giờ nhận những mối làm ăn này chỉ có Lãng gia thôi. Thứ hai, loại hình phân chia hợp tác này trước đây chưa thử qua. Cùng chung quản lý những công xưởng nhỏ, điều lệ quy tắc cũng không kiện toàn, rất dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa lần đầu chúng ta tiếp đơn hàng lớn như vậy, từ chất lượng nguyên vật liệu đến quá trình gia công đều phải quan sát từng chút một. Nên nói Thi gia lần này phải đối mặt, không chỉ có hoàn thành trách nhiệm, đây là căn bản khoai nóng bỏng tay. Hải Đường phân tích rất là có lý, thực sự không nghĩ đến còn đối với chuyện kinh doanh lại có tầm nhìn như vậy, thật khiến cho cha mở mang tầm mắt. Con đối với việc kinh doanh không hiểu biết gì, chỉ là đối với ngành này có chút hiểu biết, còn có cái nhìn của người quan sát. Hải Đường nói đến điểm này là chuyện tốt, ổn định vững vàng, không cần phải vội vã. Hai anh em của các con phải học tập cho tốt. Con biết rồi cha. Sao vậy? Vẫn còn đang giận Hải Đường à? Lời nó nói tuy rằng cũng có lý, nhưng tôi là mẹ chồng của nó, ông xem nó nói vậy có cho tôi mặt mũi hay không? Đến tuổi như bà rồi còn tính toán với dạng bối làm cái gì?
tôi lại cảm thấy Hải Đường nó dám nói dám làm, rất là có cá tính. Người trẻ tuổi bây giờ chính là thiếu cái tinh thần như Hải Đường vậy. Tôi lo cho Nguyệt Minh. Hải Đường cứng rắn như vậy, căn bản Nguyệt Minh không khống chế nó được. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hải Đường đã thấy tính cách nó cứng cỏi. Vốn nghĩ có thể tác động Nguyệt Minh để thằng bé mạnh mẽ hơn, không những không ảnh hưởng còn để nó càng bành trướng hơn. Nhưng mấy cái này cũng vô dụng, dù sao nó vẫn muốn đi. Muốn đi? Thật ra Hải Đường vẫn luôn muốn đi, mấy lần đều bị tôi ngăn lại. Được rồi, con lấy việc chữa khỏi khuôn mặt của Nguyệt Minh làm điều kiện, đổi lấy giấy từ hôn rời khỏi Lãng gia. Sao bà không nói với tôi chuyện này? Nói với ông có ích gì chứ? Nó sẽ không đi hay sao? Tối hôm nay, lúc chúng ta đang ăn cơm, tôi thấy nó và Nguyệt Minh hai đứa kính trọng lẫn nhau. Tôi còn tưởng rằng quan hệ hai đứa có tiến triển. Có lẽ lúc đó quyết định này của chúng ta là sai. Miễn cưỡng đổi lấy hôn sự sẽ không có hạnh phúc. Cũng đúng, chúng ta cũng không phải sống như vậy cả đời. Bà nói vậy là ý gì? Dù sao tôi tuyệt đối không để Nguyệt Minh về căn phòng lạnh lẽo đó, khép kín bản thân, cô độc tới già. Vậy Hải Đường có nói qua, tại sao chữa trị nhiều năm như vậy? Chúng ta vì Nguyệt Minh đã thử biết bao nhiêu phương pháp rồi. Thầy thuốc có tên tuổi chúng ta cũng đã mời qua. Hải Đường có thể chữa khỏi sao? Cho nên tôi mới định đánh cược với nó. Nhiều năm trôi qua, bao nhiêu thầy thuốc đều không có kết quả. Một con bé non tay như nó có thể chữa khỏi cho Nguyệt Minh hay sao? Nếu nó thực sự chữa khỏi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bất khả thi này. Nhưng mà nếu nó có thể trả cho Nguyệt Minh khuôn mặt tuấn tú, vậy thì đến lúc đó đâu cần phải là nó mới được. Được rồi, cho dù kết quả có như thế nào thì Lãng gia chúng ta vẫn phải giữ lấy lời hứa. Tôi biết rồi. Nếu cô ấy thực sự có thể chữa khỏi cho Nguyệt Minh thì đó là tạo hóa của Lãng gia. Nếu như Hải Đường vẫn đồng ý ở cạnh bên Nguyệt Minh thì đương nhiên là tốt. Muộn như vậy rồi, ông còn đến thư phòng. Lão gia, nhiều năm như vậy rồi, ông không thể ở lại đây nghỉ ngơi hay sao? Bà đừng có nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi. Tôi làm gì ông? Vất vả chống đỡ cái nhà này. Sao bà lại nói chuyện này? Gần đây bà mệt lắm mà. Không có gì, tôi chỉ đột nhiên thấy đã nhiều năm rồi ông lạnh nhạt với tôi. Nếu không phải năm đó. Năm đó làm sao? Nếu như không phải năm đó bà chọn vào ở Phật đường, đừng nói là ở bên, tôi muốn gặp mặt bà cũng khó. Hai ta có thể không lạnh nhạt sao? Thật sự vì nguyên nhân này sao? Huynh thân thân nãy tôi đã thay thiết rất nhiều lần rồi. Hợp đồng của tôi đã ký với ông chủ thi rồi. Nghe nè, mấy người muốn tiến sổ đi tìm ông ta. Đừng tìm tôi cũng vô dụng.
Được chưa? Cút đi, cút đi. Cút đi. Cút giùm cái này. Đừng nóng. Bây giờ làm sao đây? Cút đi. Hả? Cút, cút, cút. Nguyệt Hiền, sao cậu rảnh rỗi vậy? Hôm nay không phải cậu bắt đầu làm việc sao? Đừng nhát nữa. Vừa nãy ở trên đường bị một đám hơn thần của sởn bao vây lấy tôi. Bây giờ đã hiểu một câu nói của người Trung Quốc: không sợ nhiều, chỉ sợ chia không đều. Cái chủ ý này của ông chủ thì nhìn vậy chứ thật ra không dễ làm. Vì ông ta đã ăn cắp ý tưởng đầu tiên của tôi, thứ hai và thứ ba của tôi, còn chưa kịp cướp mất. Cho nên chúc cậu may mắn. Cái gì? Cướp mất ý tưởng đầu tiên? Nguyệt Thiên là ý của anh sao? Ý tưởng của Nguyệt Thiên? Phu nhân, đại thiếu phu nhân tới. Quỳnh ca, lùi xuống. Dạ. Phu nhân, bà gọi Hải Đường đến là vì con lại làm chuyện gì sai sao? Làm sai chuyện? Hải Đường, tính cách của con sao vẫn cứ cố chấp không chút thỏa hiệp nào vậy? Hành động lời nói luôn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hải Đường không có ý đó. Phu nhân muốn dạy dỗ con, Hải Đường xin nghe theo. Con đang nghe lời của trưởng bối sao? Rõ ràng con đang thị uy với mẹ. Cũng không biết mấy người trẻ các con sống như thế nào nữa. Mẹ không hiểu nổi Nguyệt Minh sao lại thích con. Còn nhớ lúc đầu mẹ coi trọng con, làm vì con hành xử mạnh mẽ kiên cường. Nhưng không ngờ tính cách này lại còn là con dao hai lưỡi. Người à, nếu không quên mục đích ban đầu thì những phiền muộn sẽ bớt đi nhiều. Phu nhân, bà gọi con đến là để nói những lời này sao? Mẹ gọi con đến là muốn hỏi con, lần trước con dùng tay nghề hóa trang cho Nguyệt Minh là học ở đâu ra? Dùng thứ đồ thần kỳ gì vậy? Đó là phấn phủ con tự phát minh. Nó có tác dụng tạm thời để che khuyết điểm. Muốn làm mất đi vết sẹo ở trên mặt thì không thể làm được. Muốn Minh Nguyệt bước ra khỏi bóng tối thì cần nhiều cách hơn nữa để trị cho anh ấy. Hãy được, tâm tư của con sao lại khác người như vậy? Ở lại Lãng Gia có gì không tốt? Không lo về ăn mặc, cũng không cần lo việc mưu sinh. Sao cứ phải cố chấp như vậy? Con không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Chỉ cần có tia hy vọng, con cũng sẽ cố gắng. Đúng rồi phu nhân, bà vẫn còn nhớ cá cược lần trước với con đúng không? Mẹ chính là không thích con nói chữ cược này. Với con, với Nguyệt Minh, quá trẻ con rồi. Nhưng nếu con cứ kiên trì như vậy thì mẹ sẽ thực hiện lời hứa với con. Nhưng mẹ có điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, mặt của Nguyệt Minh không thể chịu tổn thương thêm nữa. Đương nhiên rồi. Thứ hai, nếu con trị khỏi cho Nguyệt Minh, mẹ sẽ cho con hưu thư để con rời đi. Nhưng việc này chỉ có hai chúng ta biết. Trước mặt người ngoài nhất định phải bảo mật, nhất là Nguyệt Minh. Được chứ, hai điều kiện này con đều đồng ý hết. Hy vọng phu nhân nói lời giữ lời. Chuyện này con yên tâm. Vậy ngày mai con sẽ đến công xưởng báo cáo. Trước đây con nói với bà, hy vọng ở bên ngoài tìm ra nguyên liệu trị sẹo. Mẹ sẽ kêu Nguyệt Hiên giúp con. Nguyệt Hiên vẫn luôn phụ trách nghiên cứu sản phẩm, hai người có thể phối hợp. Con không cần anh ấy giúp đâu. Cứ để cho nó giúp đi. Cứ quyết định như vậy. Hải Đường, có những lúc con cũng phải học cách nghe lời người khác.
chị em ơi, Hải Đường về rồi. Hải Đường về rồi. Đúng vậy, tôi về rồi. Cái gì mà Hải Đường? Phải là thiếu phu nhân. Sở Sở, đừng có lấy tôi ra đùa nữa. Tôi vẫn là cố Hải Đường trước kia. Chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau. Đúng đúng. Cái gì mà thiếu phu nhân chứ? Rõ ràng gả cho tên mặt sẹo